Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì coi như tôi rất là vui vì một buổi trưa của tôi hoàn toàn không vô ích. Tôi tình cờ đang nghĩ đến vấn đề coi như biến giọng nói thành chữ. Tôi không ngờ rằng là coi như đã bấy lâu nay ở trên mạng thì coi như cái việc này là Google đã làm được cho chúng ta rồi. Nên là hôm nay tôi chỉ coi như sử dụng lại. Tôi không ngờ rằng là nó cũng rất là đơn giản. Và không ngờ cái phần của Google biến giọng nói thành chữ ấy, nó rất là sát đúng. Tôi cực kỳ yêu thích nên hôm nay tôi quay cái video này lại để nhân rộng cái này cho nhiều người biết đến, và cho những bạn nào mà cần trong cái công việc soạn thảo văn bản giấy tờ, các bạn có thể áp dụng cái này để cho nó nhanh, cho nó tiện, tránh chúng ta phải sử dụng bàn phím nhiều hoặc là bật tắt quality đấy. Thì chủ đề của cái buổi hôm nay thì tôi muốn nói với các bạn rằng đấy là biến giọng nói thành văn bản với Google Doc. Thì các bạn đã sử dụng cái công cụ đấy là công cụ Google Doc, Google Tài liệu đấy. Thì các bạn cứ truy cập vào thôi theo cái đường link này này, google.com. Sau đó các bạn vào phần công cụ ở trên menu, các bạn đi tới nhập bằng giọng nói, thì các bạn thấy sẽ xuất hiện một cái loa ở phía bên tay trái. Ở bên này hoàn toàn như không, như là có cái trắng để mình nói. Thì như đây là tôi đã nói một đoạn về cái những công việc của tôi luôn rồi, tôi thấy nó nói cũng hay lắm nên là tôi quay này. Tôi sẽ xóa, tôi sẽ làm lại cho các bạn xem. Tôi xin phép có ý kiến về mảng đoàn tham gia đóng góp ý kiến cho tổ chức đảng và các đảng viên trong phân tích chất lượng đảng viên. Đấy, sau khi chúng ta nói thì đôi khi cũng chưa chính xác lắm nhưng mà cơ bản là chính xác. Nên là khi mà các bạn chỉnh sửa, các bạn nên tắt mic đi. Đấy, thì chỉnh sai. Nhận cái giọng nói của mình rất là tốt. Và điền chữ rất là sát đúng. Các bạn cứ tắt đi nha, các bạn nói, tôi nói này à, một lần nữa trước phép tôi kính chúc, một lần nữa cho phép tôi xin phép và kính chúc người các tổ trưởng, các đồng chí trong ban chấp hành chi đoàn, các đồng chí quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đoàn viên có mặt trong đại hội hôm nay lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Đồng chí đoàn viên có mặt trong đại hội hôm nay rồi chúc sức khỏe và lời chào thân chào.
các bạn thấy không? Chữ hiện rất là tốt, đầy đủ luôn và đúng rồi đấy. Các bạn có thể thoải mái chỉnh sửa được. Nên rất là vui khi được gửi tới các bạn cái công cụ này. Chúc các bạn coi như có một cái công cụ làm việc tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.